Đồng bào các dân tộc ở huyện Nho Quan cùng đông đảo du khách thập phương đã nô nức tham gia chuỗi các hoạt động trong ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc, góp thêm một điểm nhấn mới trong việc đưa sắc màu văn hóa dân tộc trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng ở địa phương miền núi của tỉnh. Trong tiết trời mát mẻ, các chàng trai, cô gái cùng các bà, các mẹ, những bậc cao niên và em nhỏ trong những bộ trang phục rực rỡ của dân tộc mình hòa vào dòng người hướng về sân vận động xã Cúc Phương. Mọi người đến từ rất sớm để tham dự các hoạt động như cuộc thi ẩm thực, thuyết trình ý nghĩa các mâm cỗ và nhất là cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào như canh đắng, xôi nếp, gà đồi. Đến lễ hội này cũng mang về cho mình một cái không gian ẩm thực rồi không gian du lịch văn hóa không thể nào quên được. Mỗi một năm mà cứ tổ chức như thế này là chúng tôi cảm thấy là rất là vui. Nhất là các xã gặp nhau, chị em gặp nhau rồi là ôn lại những cái truyền thống mình ngày xưa. Bên cạnh không gian ẩm thực, người dân, du khách còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc nơi đây như bắn nỏ, đánh mảng hay bóng chuyền, kéo co, thu hút sự tham gia đông đảo sôi nổi của người dân. Năm nay thì có một cái khác hơn so với ngày hội khác, đó là ban tổ chức đã phân cho mỗi một trại là 3 xã. Năm nay thì có 11 trại. Như vậy là không tổ chức riêng cho các xã đồng bào dân tộc mà tổ chức cứ 3 xã một trại, cho nên năm nay có sự gắn kết cộng đồng giữa dân tộc Kinh, dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số trên địa bàn là được tốt hơn. Ngày hội văn hóa dân tộc huyện Nho Quan đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời cụ thể hóa việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo ra những dấu ấn tốt đẹp, nét văn hóa đặc trưng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần phong phú của cư dân huyện Nho Quan nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung. Thật tuyệt vời, tôi vô cùng thích không khí sôi động ở đây. Chúng tôi đã được nếm thử nhiều món ăn cùng người dân. Ai cũng vui vẻ, thân thiện chào đón chúng tôi. Hy vọng trong cái thời gian tới là cái hoạt động này sẽ tiếp tục thu hút thêm cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các doanh nghiệp cũng như đặc biệt là du khách ở thập phương để về với ngày hội Nho Quan những cái trong cái thời gian tiếp theo. Sự tham gia nhiệt tình sôi nổi của người dân trong ngày hội văn hóa không chỉ là dịp giao lưu kết nối mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà còn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng sự phát triển bền vững của quê hương đất nước trong thời kỳ hội nhập.